ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1114 về việc thi hành kỷ luật ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang với hình thức cảnh cáo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, căn cứ theo các vi phạm và khuyết điểm của ông Dương trong quá trình công tác đã bị thi hành kỷ luật Đảng trước đó theo quyết định số 1711 ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Trước đó, tại kỳ họp thứ 46 diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2024, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra, phát hiện Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Cơ quan này cũng cho biết Ban Thường vụ đã buông lỏng lãnh đạo Thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm quy định của Đảng và pháp luật tại một số dự án đầu tư do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh. Những sai phạm này không chỉ gây nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản nhà nước mà còn tạo dư luận tiêu cực, làm suy giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trên. Vì vậy, ông đã bị kỷ luật cảnh cáo. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan.